Chào con, thầy cho chúng ta tiếp tục sang dạng toán thứ hai, đó là dạng toán về năng suất. Trong dạng toán này, các con phải chú ý cho thầy. Đây, trong cái loại toán này chúng ta xuất hiện ba đại lượng. Đại lượng thứ nhất, đó là khối lượng công việc. Đại lượng thứ hai là thời gian. Đại lượng thứ ba là năng suất. Và chúng ta có một công thức, đó là khối lượng công việc sẽ bằng thời gian nhân năng suất. Thầy lấy ví dụ đơn giản như này. Thầy Trung, một ngày thầy may được 10 cái áo. Có nghĩa là năng suất làm việc của thầy Trung là một ngày 10 cái áo. Vậy 10 ngày, thầy Trung sẽ được 10 nhân 10 là 100 cái áo. Vậy khối lượng công việc của thầy Trung làm trong 10 ngày là 100 cái áo. Thầy làm trong 20 ngày là 10 nhân 20 là 200 cái áo. Vậy khối lượng công việc thầy Trung làm là 200. Thời gian là 20 và năng suất là 10. Và tương tự chúng ta cũng có hai cái suy ra, đó là năng suất thì bằng khối lượng công việc chia thời gian, và thời gian bằng khối lượng công việc chia cho năng suất. Thầy lấy ví dụ nhá. May 200 cái áo trong vòng 10 ngày. Vậy năng suất của thầy, thầy phải lấy 200 chia cho 10. Có nghĩa là một ngày thầy may được 20 cái áo. Vậy năng suất của thầy là 20. Được chưa con? Nhớ thầy nhá. Ba đại lượng như vậy. Nào, vào bài toán cụ thể xem nó như thế nào. Ví dụ 1. Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1.310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc. Trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc. Có nghĩa là năng suất của tổ thứ nhất lớn hơn tổ thứ hai 10 chiếc một ngày. Hỏi mỗi tổ trong một ngày, mỗi tổ trong một ngày, mỗi tổ trong một ngày, đó là hỏi về năng suất. Vậy gọi nhá. Ví dụ 1, thầy sẽ gọi hỏi mỗi tổ đúng không? Hỏi số áo tổ 1 và tổ 2 may trong một ngày. Lần lượt là 1 đơn vị là áo. Điều kiện rất nhiều bạn thắc mắc chỗ này. Sao điều kiện của thầy chỉ dương thôi, đúng ra phải thuộc là sao? Nhiều bạn bảo thế, thuộc là sao? Sao lại là sao? Các bạn nhìn này, đây là năng suất đúng không? Nó tính bằng cách chia trung bình. Có thể một ngày chúng ta may được 1,5 cái áo thì có sao đâu, mai may tiếp được không? Vậy điều kiện chỉ cần dương là đủ các con ạ. Không cần chặt chẽ đến mức nó phải là số tự nhiên. Nhớ nhá. Tôi thích may một lửa, mai may tiếp. Được không? Được đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái bảng của mình. Bảng này giống hệt như với VTS. Thầy cũng có thời gian này. Năng suất thầy kêu chữ N đi. Thời gian này và tổng khối lượng công việc vừa đúng không? Đây là thầy viết là khối lượng công việc. Bảng này nháp thôi, chúng ta cứ viết tắt một tí nhá. Tổ 1 là x, tổ 2 là y. Thời gian tổ 1 may trong 2 ngày. 3 ngày đúng không? Tổ 1 may trong 3 ngày. Vậy khối lượng công việc tổ 1 sẽ là 3x 5 ngày. 5y.
Và chúng ta phải nhớ này, tổng khối lượng công việc chính là khối lượng công việc của cả tổ 1 cộng với tổ 2. Vậy các con nhìn, phương trình đầu tiên chúng ta suy ra được. Đây, thầy cứ kẻ cái bảng này ra cho các bạn biết. Phương trình đầu tiên, đó là khối lượng công việc của tổ 1 và khối lượng công việc của tổ 2 tổng cùng bằng 1310 chiếc. Đó là 3x, phương trình chúng ta có là 3x cộng 5y bằng 1310. Phương trình thứ hai, biết rằng một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai, có nghĩa là năng suất tổ thứ nhất nhiều hơn tổ thứ hai, thầy sẽ có phương trình thứ hai là x trừ y bằng 10. Thế là xong đúng không? Nháp thôi, đóng khung vào. Người nháp này cũng quyết định phết các con nhỉ. Lập được cái bảng này coi như xong. Trình bày nhá. Tổ thứ nhất may trong 3 ngày đúng không? Số áo tổ 1 may trong 3 ngày sẽ là 3 nhân x, đơn vị là áo. Số áo tổ 2 may trong 5 ngày năm nhân y, đơn vị là áo đúng không? Cả hai tổ may được, cả hai tổ may được 1310 áo. Vậy ta sẽ có phương trình ba x cộng 5y 1310. Chia là 1 đi. Rồi. Xong. Trong một ngày tổ thứ nhất may nhiều hơn tổ thứ nhất may nhiều hơn tổ thứ hai là 10 áo, thì ta lại có phương trình đó là trừ y bằng 12. Đó, lúc nào cũng thế, có phương trình nhất, có phương trình thứ hai, từ 1 và 2 ta có hệ phương trình được chưa? Hệ của mình đó là 3x cộng 5y bằng 1310. Hệ thứ hai là x trừ y bằng 10. Giải hệ này, bài trước thầy giải cộng đại số nhiều đúng không? Thế một lần 3x cộng 5y bằng 1310, x bằng 10 cộng y, thay vào nhá. 30 cộng 3y cộng 5y bằng 1310, x bằng 10 cộng y. Rồi, cộng vào cho thầy là 8y bằng, trừ đi nhá, các con nhìn nhá, thầy chuyển 30 sang đây luôn này, 0 1 trừ 3, 8. Nhớ 1, 1, 2, 0, x bằng 10 cộng y. Tương đương này. Thế chia cho 8.
12 chia 8 được 1. Nhớ 4 vậy là 48, 68 48 0 x bằng 10 cộng y. Vậy thầy sẽ có được x sẽ bằng 170, y bằng 160, thỏa mãn điều kiện. Đúng chưa? Và nhớ kết luận vậy. Tổ 1 một ngày, tổ 1 một ngày may được 170 áo. Tổ 2 một ngày may được đó. À quên các bạn ạ, trong cái phần này đấy vẫn là một vấn đề hơi lan giải một tí. Đó là cái điều kiện. Điều kiện thầy đã phân tích cái x y dương rồi, nhưng thầy chưa phân tích rõ cho các bạn. Đó là cái việc có cái x trừ y bằng 10. Vậy chuẩn hơn, điều kiện chỗ này đó là lớn hơn 10, lớn 0 và x phải lớn hơn 10. Nhưng các con đã chú ý này, cái điều kiện x lớn 10 là các con có thì tốt, không có cũng ít thầy cô giáo trừ điểm các con. Còn nữa nhá, không cần quá cầu kỳ như vậy, chỉ cần dương là đủ rồi. Các con xem lại kỹ lại ví dụ 1 cho thầy, và thầy trò chúng ta tiếp tục sang ví dụ thứ 2. Dạng toán này nhớ 3 đơn vị: thời gian, năng suất, khối lượng công việc. Thời gian nhân năng suất thì bằng tổng khối lượng công việc. Tổng khối lượng công việc của cả hai tổ sẽ bằng tổ 1 cộng với tổ 2. Chúng ta cùng nhau sang ví dụ thứ 2.